Những năm gần đây, công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường Châu Phú A có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ, công chức, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là kỹ năng giao tiếp trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Từ đó, người dân rất đồng tình ủng hộ. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân phường Châu Phú A duy trì tổ chức hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đảm bảo 100% các thủ tục hành chính liên quan đến công việc của cá nhân, tổ chức được giải quyết theo cơ chế một cửa. Việc tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn, đôn đốc giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường được thực hiện theo đúng quy định. Qua đó, tạo được sự yên tâm, tin tưởng của người dân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân phường Châu Phú A tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cá nhân, tổ chức hiểu và tham gia giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính và hoạt động quản lý nhà nước được duy trì, phát triển đã góp phần tích cực trong giải quyết công việc chuyên môn, các quy trình được cụ thể hóa, xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, ban, đơn vị, từng bước nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ thực thi công vụ.